Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có về những con tủ chuyên cho đèn pin rất là gọn bằng nhựa PE. Thì nhựa này rất là chất lượng ha anh em. Anh em thấy là nó rất gọn đẹp không? Cái này là chống sét nha. Bánh xe cũng rất là tốt đây. Chống sốc, đẩy nó không có bị tình trạng là lụp cụp ha. Đó, rất là gọn, anh em nhìn thấy rất là gọn đúng không? Một tủ như vậy là đựng được hai cây bim 230 450 rồi đó. Rồi em mở ra xem, anh coi bên trong ha. Rồi đặc biệt tủ này thì nó làm mình vệ sinh cũng rất là dễ nha. Mình có thể mình rửa sử dụng lâu ngày, mình rửa nước bình thường nè, cái bim này mình bỏ cái bim thường cho thôi rồi thui ra em. Nó quá gọn luôn mọi người, nó quá gọn. Nắm hai cái bát bên này nè, đó anh em thấy chồng nó gọn không? Rồi nói chung là rất là tốt nha, giá cực kỳ ok luôn đó, anh em thấy chưa? Bên trong này đó, anh em kỹ thì anh em có thể chim mút vô, không thôi là anh để không em bỏ vô em, rất gọn đúng không? Đó, tủ này thì anh em dán tên của mình vô, hoặc là muốn công ty dán tên tem gì đó thì anh em cứ dán ha. Rồi mình thấy rất là gọn nha, mình thấy cái này là mình chấm cho nó 10 điểm luôn nha anh em, quá gọn. Kích thước 2 tấc phần tổng thống 3 tấc à, cái này thì nó có tổng thống 6 tấc. Thì mình sẽ gửi chi tiết thông tin của cái kích thước của con này và cân nặng của cái thùng. Quá ok luôn anh em. Nè, đó. Anh em cần liên hệ nha, mình cứ để địa chỉ cho số điện thoại trên đó. Rồi, chào anh em nha.